Trại này tôi đã đến rồi. Lúc mình gọi điện thì nói nhiệt tình lắm, nhưng đến nơi rồi rất lạnh lùng. Trại này ở Phú Lương, Thái Nguyên đó. Có khách họ phản ánh là người ta đến đây là trang trại mình lạnh lùng, nó không tiếp đón gì cả, không nhiệt tình gì cả. Bà ý kiến nào? Đấy là khách phản đối thế thì đấy là tùy khách, chứ còn nhân viên rồi là những người chủ là người ta cũng nhiệt tình, người ta đến người ta tiếp khách chứ cũng có phải là lạnh lùng. Đấy là họ nói thế thì vâng, lương tâm của họ. Trời nóng như này mà người đang bẩn chân tay này mà người ta bảo là đến đây chơi mà tiếp đón không nhiệt tình thì ý bà nào? Họ nói thì kệ họ nói, chứ cần mình đến đây một khi khách đến đây nó hỏi tham quan xem thì mình cứ nhiệt tình, mình cứ bảo họ là dẫn dắt cho họ cách chăn nuôi, cách cho ăn cho uống, làm chuồng làm trại, chứ còn người ta nói thì kệ người ta chứ. Phải có người ra ngồi bàn để chu đáo thì còn là thật sự là rất khó, vì toàn là những người chân lấm tay bùn đây, cái đến cả ông chủ đây còn phải mặc áo lao động để còn cũng là đang làm đây thì thật sự là không có thời gian để tiếp được. Bạn Sơn bạn bảo rồi. Nếu mà muốn tiếp đón lịch sự với lại nhiệt tình nữa thì thứ nhất là phải vào điện máy xanh. Rồi. Vâng. Có người mở cửa cho đấy. Có người mở cửa cúi chào đàng hoàng. Đấy. Các bạn nhìn thấy đây. Đây bà cháu mình đây, đều là nông dân, đều công nhân. Đây. Quay lại đây kiểm sát ở đây xem là người ta cũng là người công nhân những ạ. Đây. Chân tay bùn đất như thế này. Suốt ngày chăn rắc như thế này. Thì chúng tớ có phải làm đa cấp đâu hay là mời chào bảo hiểm, tớ chỉ tiếp đón bằng cái tấm lòng thôi. Và tiếp đón bằng cái nhiệt tình ở đây nó chỉ đến được vậy thôi. Bạn thông cảm vì nông dân cả mà. Chứ không được học hành nhiều, không được học bên marketing tiếp khách. Đối với những anh em nào mà đến đây mà để học tập ấy, tham khảo thêm kinh nghiệm như vậy bác Sơn này chẳng hạn, thì cố gắng ở lại vào buổi chiều để tham khảo thêm cách cho ăn. Và cái cách cho ăn này nó cũng đơn giản thôi, chỉ cần nhìn qua là làm được, hoặc có thể là học trên mạng là cũng làm được. Nhưng mà nhiều khi mình còn bỡ ngỡ, mình muốn tự tay làm thì mọi người có thể trực tiếp ở đây. Nói thật với các bạn ở trên đời này có rất nhiều khách, những người đến đây chơi rất là nhiệt tình, vui vẻ, đến để tham quan thôi. Đến thấy em Lâm vui vẻ thì đến chơi. Đấy. Có những người đến vì mục đích là thăm dò xem mày nuôi thế nào, tao cũng đang nuôi rồi. Có người đến thì để xem là chúng nó làm ăn thế nào, xong ví dụ mình bận quá mình không tiếp được là tí nữa về đăng lên mạng là nói là úi rồi bọn này nó tiếp đón chả ra gì. Thật ra các bạn đến tham quan một cái trang trại chăn nuôi thì có cái gì đâu mà tiếp đón. Thứ nhất ở đây là toàn phân này, thứ hai ở đây toàn thức ăn này, thứ ba toàn con vật, thứ tư cái cốt lõi là toàn người lao động. Chúng tôi không có những người mặc jeep quần đùi áo ngắn với lại áo hở để chăn nuôi đâu mà ra rót nước với cúi chào với lại để mà tiếp đón, đúng không ạ? Đúng rồi. Bạn Sơn bạn nó bảo là vào điện máy xanh khác có những người tiếp đón như thế. Bên mình thì chỉ thế thôi. Mong các bạn thông cảm.